Và bây giờ chúng ta sẽ có phần tỏ tình ngược. Em sẵn sàng chứ? Thật ra thì hôm nay em có chia sẻ là em đến tỏ tình vì một người. Và em cũng có chia sẻ là cái tình cảm mà em dành cho người đó em đã nuôi dưỡng rất là lâu. Nên là em xác định tình cảm chỉ dành cho một người thôi. Nên là em xin phép là em sẽ không tham gia phần tỏ tình ngược. Cho em xin phép hỏi tất cả mọi người ở đây thì mọi người có một cái số nào, có một con số nào may mắn đối với mình hay không? Thì em cũng như tất cả mọi người, em cũng sẽ có một cái con số mà nó rất là ý nghĩa và may mắn với mình. Thì đó là con số 2. Tại sao con số 2? Bởi vì đây là lần thứ 2 em bước lên sân khấu tỏ tình này. Và nó có một cái ý nghĩa nữa. Là vị trí số 2.